Sau chiếc vô địch Premier League 2019-2020, hành trình bảo vệ ngôi vương của Liverpool đã được dự báo sẽ gặp rất nhiều chông gai, nhất là khi mùa chuyển nhượng hè vừa qua, không ít cái tên đình đám đã đổ bộ vào xứ sở sương mù. Người ta nói vạn sự khởi đầu nan, và điều này thật đúng với The Kop, bởi ngay trong trận khai màn, ẩn số Leeds United đã mang tới cho các Liverpoolian rất nhiều sự lo lắng về cách phòng ngự của đội bóng áo đỏ. Tạm khiến người hâm mộ an tâm một thời gian ngắn với hai chiến thắng trước Chelsea cùng Arsenal, thì ở vòng 4 Premier League, thầy trò Jurgen Klopp đã khiến cả thế giới bị sốc khi để cho Aston Villa nã vào lưới mình tới 7 bàn. Chưa kịp hoàn hồn sau thắng hòa tại Villa Park, các cổ động viên của The Kop lại tiếp tục như ngồi trên đống lửa khi thầy trò Jurgen Klopp phải hành quân tới Goodison Park của Everton. Thường thì trong quan niệm của nhiều người, Derby Merseyside mới là trận đấu quan trọng bởi độ máu lửa theo vì tính chất chuyên môn của nó. Bởi đã từ lâu, Everton luôn bị đánh giá dưới cờ Liverpool rất nhiều. Thế nhưng mùa giải năm nay đã khác khi mà cặp bè trùng Carlo Ancelotti, Hamed Rodriguez cùng với một Dominic Calvert-Lewin với phong độ làm bàn cực cao đã khiến cho vị thế của The Toffees khác đi rất nhiều trước thêm cuộc đại chiến này. Có thể với những Liverpoolian, họ cũng đã mừng tự về một trận đấu đầy khó khăn. Có thể Liverpool sẽ chỉ thắng với tỷ số tối thiểu hoặc phải chia điểm theo một kịch bản rượt đuổi tỷ số điên cuồng như trận với Leeds, hay thậm chí là bất ngờ để thua. Thế nhưng sau tất cả thì mọi chuyện vẫn diễn ra theo cái cách xấu hơn họ tưởng tượng. Phải chia điểm mất Thiago Alcantara và quan trọng là Virgil van Dijk. Thiago đã phải lánh trọn cái gầm dề của Richarlison và ngã xuống sân đầy đổ đớn. Tờ báo uy tín The Telegraph mới đây đã đưa tin rằng có thể Thiago sẽ bỏ lại trận đấu với Ajax ở Champions League. Thế nhưng mọi thứ còn tồi tệ hơn rất nhiều với Liverpool về chấn thương của van Dijk. Cú vào bóng khiến người xem có phần sợ tóc gáy của Jordan Pickford đã đưa van Dijk lên bàn mổ vì rách dây chằng chéo trước. Trong trường hợp khả quan nhất, cứu trở về của Southampton cũng phải cần đến 5 tháng để quay trở lại sân cỏ. Thế nhưng với một chấn thương nguy hiểm ở đầu gối thì luôn tồn tại chưa nếu, và gần như Liverpool nên xác định họ sẽ mất đi trung vệ số 1 của mình cho đến hết mùa giải năm nay. Trước đó, hãy nói về Jordan Pickford. Và tắc bóng đó rõ ràng là khiến cho người hâm mộ phẫn nộ, và khi mà thủ thành người Anh không bị rút thẻ, kể cả sau khi tham khảo VAR, rất nhiều người đã bày tỏ mong muốn FA nên đưa ra một án phạt nguội. Tuy nhiên, quyết định chính thức đã được đưa ra và Pickford sẽ không phải nhận bất kỳ án phạt nào và hoàn toàn đủ điều kiện thi đấu những trận kế tiếp cho Everton. Trên thực tế, chúng ta quả thực không thể kết luận Pickford đã có ý định triệt hạ van Dijk. Giả sử thủ môn của Everton chủ đích khiến cho van Dijk bị chấn thương, thì không đời nào huyền thoại Jamie Carragher lại lên tiếng bên vực cho anh. Dù cho cựu trung vệ này cũng đồng tình với quan điểm của số đông rằng đáng lý trọng tài Michael Oliver nên quyết định đuổi người. Tất nhiên là nên có một tấm thẻ đỏ rút ra cho Jordan Pickford. Rõ ràng đó là một cú vào bóng quá kinh khủng. Chắc chắn là các cầu thủ Liverpool sẽ cực kỳ tức giận, và làn sóng đó cũng sẽ lan ra rộng trong cộng đồng người hâm mộ. Thậm chí ngay cả các khán giả trung lập cũng sẽ muốn Pickford phải bị treo giò. Nhưng lần này tôi sẽ đứng về phía cậu ấy. Đúng vậy, đó là một cú tắc bóng kinh khủng. Tôi cũng đã từng bị gãy chân, và cũng từng suýt là một người khác gãy chân, đó là Luis Nani. Không may, đó là những việc như vậy vẫn thường xảy ra trong bóng đá. Về cá nhân tôi không cho rằng ai đó muốn cố tình làm đau người khác. Trở lại với câu chuyện Liverpool, tầm ảnh hưởng của Virgil van Dijk là thế nào thì ai cũng rõ. Dù thực tế, cầu thủ người Hà Lan cũng không còn duy trì được sự ổn định đến mức tuyệt đối như trước nữa. Van Dijk là chốt chặn đáng tin cậy của hàng thủ The Kop, là một trong cái tên không thể thay thế của Jurgen Klopp trong hành trình chinh phục ngôi vương ở các giải đấu mà họ tham dự. Chính vì vậy, làm sao để giữ vững được sự chắc chắn cần thiết cho hàng phòng ngự cũng sẽ là một thách thức cực lớn cho Jurgen Klopp, nhưng cũng là cơ hội để ông chứng tỏ cái tài thao lược của mình so với đối thủ lớn nhất ở thời điểm hiện tại, Pep Guardiola. Hẳn là tất cả chúng ta vẫn còn chưa quên mùa giải trước, The Citizens đã điều đứng ra sao khi Emerick Laporte gặp chấn thương dài hạn và chỉ ra sân vỏn vẹn 1.104 phút ở Premier League. Sau 8 vòng đầu, đại diện nữ Southampton đã bị Liverpool bỏ cách 8 điểm. Khi đó, truyền thông Anh đã đưa ra rất nhiều lý do khác nhau để khẳng định rằng với bản lĩnh của một nhà vô địch, Mercedes sẽ thêm một lần gieo sầu cho Liverpool. Thế nhưng, sau khi vòng đấu 38 khép lại, khoảng cách giữa hai câu lạc bộ này là 17 điểm. Bây giờ thì câu chuyện tương tự lại xảy ra cho Liverpool. Câu hỏi cần được đặt ra bây giờ là cái tên nào có thể đủ tầm thay thế Virgil van Dijk án ngữ ở trung tâm hàng phòng ngự. Ứng viên hàng đầu là Fabinho, cầu thủ người Brazil hoàn toàn đủ sức để đảm đương vai trò này. Trong cuộc so tài mà Liverpool quật ngã Chelsea của Lampard ngay ở London, Jurgen Klopp cũng đã xếp Fabinho đá trung vệ bắt cặp cùng với van Dijk. Nếu kéo Fabinho về hàng phòng ngự 4 người, vậy thì Klopp nên đưa Jordan Henderson vào trung tâm của hàng tiền vệ 3 người. Thực tế, đó cũng là một phương án mà cựu huấn luyện viên của Dortmund đã thực hiện trong trận đấu với Chelsea. Dù ngày hôm đó Henderson chơi không thực sự tốt, tuy nhiên đẳng cấp mà anh sở hữu là chẳng cần phải bàn cãi, và xét về lâu dài, đây cũng là phương án tốt nhất cho Liverpool, ít nhất là về mặt lý thuyết.
Nếu không muốn kéo Fabinho về trung tâm hàng phòng ngự, Jurgen Klopp có thể thử đặt niềm tin vào Joao Gomez. Mùa giải năm nay, trung vệ sinh năm 97 đã khởi đầu không hề tốt một chút nào, đặc biệt là ở thất bại 2-7 trước Aston Villa. Sau trận đấu đó, cựu dân thủ Danny Murphy đã nói rằng không thể bào chữa cho thất bại trước Villa, đặc biệt là Joe, cậu ấy gặp khó khăn ở trung tâm hàng thủ. Giờ thì Klopp sẽ phải cân nhắc xem có nên tạm thời để cậu ấy ở ngoài hay không. Một số cầu thủ sẽ nhận được lợi ích từ điều đó. Họ sẽ sắp xếp lại mọi thứ rồi trở lại đầy mạnh mẽ. Trong cuộc gặp gỡ Everton, Joe Gomez vốn đã được cho nghỉ, nhưng rồi vì Van Dijk chấn thương, Klopp đã buộc phải đưa anh vào sân, và số 12 đã chơi không quá tệ. Kể từ sau lần phơi áo ở Villa Park cho đến nay đã là nửa tháng, hy vọng chừng đó là đủ để Joe Gomez tìm lại bản ngã của mình. Bởi hơn bao giờ hết, Liverpool đang cần hậu vệ người Anh chơi với 200% phong độ. Ngoài Fabinho và Joe Gomez, Jurgen Klopp cũng thấy cân nhắc trao cơ hội cho những Seb Van der Berg, Billy Cumetio hay Nathaniel Phillips. Đó đều là những cái tên trẻ tuổi, đầy tài năng, thừa nhiệt huyết, nhưng lại thiếu kinh nghiệm thi đấu. Ở một môi trường như Premier League, đó là một điểm trừ không hề nhỏ. Tuy nhiên nên nhớ rằng, kinh nghiệm chẳng phải tự dưng mà có được. Nếu nhìn từ một góc độ khác, thì chấn thương của Van Dijk sẽ là cơ hội để ba sao mai này được bước ra ánh sáng, là dịp để Jurgen Klopp có thể mạnh dạn tạo ra sự đổi đời, và cũng là cơ hội để Liverpool tìm thấy người thừa kế cho Van Dijk trong tương lai. Biết đâu một kịch bản hoàn hảo sẽ xảy ra. Và rồi 5 tháng sau, khi mà hòn đá tảng người Hà Lan trở lại, chờ đợi anh sẽ là những thách thức đến từ chính những người đàn em. Ngoài ra, nếu những phương án trên đều không khả dĩ, Liverpool vẫn còn cả một kỳ chủ nhật mùa đông để chấp vá hàng phòng ngự của mình. Kalidou Koulibaly, Dayot Upamecano, Milan Skriniar hay Conor Coady, đó là một vài cái tên mà The Kop có thể lên kế hoạch chiêu mộ ngay từ bây giờ. Tất nhiên, sẽ không dễ các đội bóng khác đồng ý bán những cái tên trong phiên chợ mùa đông, nhưng mọi chuyện sẽ còn phụ thuộc vào tài thương thuyết của những người làm công tác chủ nhiệm bên phía The Kop. Đó là những vấn đề cho Liverpool. Còn về phía Van Dijk, liệu có gì đáng lo cho anh hay không? Câu trả lời chắc chắn là có. Việc gặp một chấn thương rất dễ chặn như vậy có thể khiến cho sự nghiệp của anh thay đổi theo một chiều hướng rất xấu. Sau khi phẫu thuật, có thể những vết rách sẽ lành, nhưng việc cống chân là điều không thể tránh khỏi. Tình trạng này có thể sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian dài hoặc ngắn, nhưng cụ thể ra sao thì là điều chẳng ai có thể nói trước được. Thậm chí, trung vệ của Liverpool sẽ vĩnh viễn không còn có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất như chính Ronaldo de Lima đã từng mắc phải trong quá khứ. Tất nhiên, đó chỉ là một khả năng và chẳng ai mong muốn điều đó xảy ra cả. Vậy nên, kể cả khi bạn không phải là một Liverpoolian đi chăng nữa, thì hãy xin cứ cầu nguyện cho Van Dijk và mong chóng quay trở lại sớm nhất sau chấn thương kinh hoàng này.